đằng nào rồi ta? Cái thằng bập này tìm mày bắt được là biết tay mày nghe chưa? Đứng lại đó. Mình đâu có làm gì sai đâu, mình chỉ em ăn xúc xích kiểu mới thôi mà. Dola ơi, Dola ơi, Dola đẹp nè. Dạ ông tới liền. Sao mẹ? Mẹ mua xúc xích hảo hàng cho con đây nè. Wow. Con ngồi đây ăn đi để mẹ đi quét nhà nha. Dạ. Các bạn ơi, xúc xích ngon thế này mà mình không biết ăn cái nào để cho nó ngon. Mùi gì thơm thế nhỉ? Hả? Wow. Em đưa ra đang xúc xích hảo hạng kìa. Cái này thơm quá các bạn ơi. Đô la, em đang xúc xích hảo hạng hả Đô la? Đúng rồi, đây là xúc xích hảo hạng nhưng mà em không biết ăn cách nào để cho nó ngon. Đây, anh là thánh ăn đây nè. Để anh chỉ cho em một cách ăn ngon lắm. Dạy chị cho em đi. Đây, để chỉ cho em nha. Dạ. Đầu tiên em cầm xúc xích lên, em chấm vào nước sốt, em khuấy. Em chưa xúc xích lên, em cho vào miệng, em cắn, em nhai, em nuốt, rồi em chấm, em cho vào miệng, em cắn, em nhai, em nuốt, rồi em chấm, em khuấy, em cắn, em nhai, em nuốt. Đấy, em đã hiểu cách ăn chưa? Anh ăn như thế thì hết xúc xích của em rồi đó. Anh đền xúc xích cho em đi. Anh chỉ em cách ăn xúc xích thôi mà, anh đâu có ăn của em đâu. Anh ăn của em đó. À mẹ ơi, mẹ ơi, gì ăn cái xúc xích của con? Cái thằng Duy này mập như con heo nái rồi, suốt ngày cứ giành đồ ăn của em không à? Khóc gì mà khóc hả? Anh đâu có ăn hết của em đâu, anh chỉ hướng dẫn em cách ăn thôi mà. Mẹ ơi. Mẹ đây, có chuyện gì về Đô La? Mẹ ơi, em vừa ăn cái xúc xích của con. Sao con lại ăn xúc xích của em vậy hả? Con đâu có ăn xúc xích của em đâu, con chỉ em cách ăn xúc xích thôi mà. Wow. Thế con chỉ như thế nào, làm lại cho mẹ xem. Đây, lúc nãy con chỉ em như vậy nè. Đầu tiên, con khuấy. Xong, con cho xúc xích vào miệng. Con cắn, con nhai, ngoáy thật đều, há miệng thật to, cho xúc xích vào, cắn, rồi nhai, nuốt. Đúng rồi, ăn xúc xích là phải ăn như anh Duy nó mới ngon. Đây, con chỉ em ăn như thế thôi. Anh Duy hướng dẫn con ăn như thế là đúng rồi đó con. Ăn như vậy đó mới ngon. Thôi, ngồi đây chơi đi. Ăn xúc xích cho hết để mẹ đi quét nhà nha. Nhưng mà cái xúc xích của con ở đâu? Hả? Cái thằng Duy mập này dám lừa mẹ lừa em ăn hết cả hai cái xúc xích luôn hả? Con đâu có lừa gì đâu. Con chỉ em ăn xúc xích thôi mà. Con cãi hả? Đứng lại đó cho mẹ ngay. Con đâu có làm gì đâu. Con chỉ em ăn xúc xích thôi mà. Đứng lại đó ngay cho mẹ. Ở đây mà chạy đường nào rồi ta? Cái thằng bập này tìm mày bắt được mà biết tay mày nghe chưa? Đứng lại đó. Mình đâu có làm gì sai đâu, mình chỉ em ăn xúc xích kiểu mới thôi mà.